giang cool store cam kết bán điện thoại iphone đẹp nhất ngon nhất giá rẻ nhất cùng chế độ hậu mãi cực tốt, tặng full sạc cáp tai nghe ốp lưng xịn dán cường lực, bảo hành cả nguồn phần cứng, thay pin chính hãng miễn phí 3 tháng, hỗ trợ phần mềm chọn đời máy, thu mua iPhone cũ giá tốt nhất, hỗ trợ lên đời iPhone giá rẻ nhất, ra cú store, an tâm trong từng sản phẩm. Địa chỉ 193 Đặng Tiến Đông Hà Nội, điện thoại 0389464444 website www.giangcun.com Xin chào anh em đã quay trở lại và đến với video đánh giá lần này chúng ta sẽ quay trở lại với những chiếc smartwatch. Có thể thấy là bên cạnh nhiệm vụ chính là đo sức khỏe hay xem thông báo thì những chiếc đồng hồ thông minh hiện nay còn bắt đầu được trang bị thêm các tính năng của điện thoại, đặc biệt là tính năng quay số nghe gọi. Điều này là dễ hiểu bởi ngay cả đại đế của thế giới đồng hồ thông minh là hãng di động hoa quả nào đấy còn tập trung hẳn một chuyên đề quảng cáo về tính năng nghe gọi trên đồng hồ thì việc các hãng phụ kiện cũng theo đó hòa chung xu hướng là không có gì lạ. Điểm tốt là chúng ta sẽ có cơ hội được sở hữu những chiếc smartwatch có khả năng nghe gọi tốt trong một mức giá ngày càng rẻ chắc là anh em cũng không còn xa lạ gì với những mẫu đồng hồ thông minh hay là phụ kiện nói chung đến từ thương hiệu blitgov rồi khi đây chính là một trong số những thương hiệu phụ kiện có chất lượng tốt với mức giá rẻ và cũng khá thường xuyên xuất hiện trên kênh này hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một mẫu smartwatch giá rẻ nghe gọi được của thương hiệu blitgov mang tên bwgtc và mình tin chắc rằng nhiều anh em sẽ thích con hàng này vì kha khá ưu điểm mà nó mang lại như mọi khi thì anh em có thể tìm thấy chiếc đồng hồ này trên trang thương mại điện tử Banggood cùng coupon giảm giá kịch sàn, chỉ còn 300.000 ngàn thôi, rất dễ mua. Còn bây giờ sẽ là đánh giá chi tiết về sản phẩm cho anh em dễ hình dung. Đầu tiên như mọi khi sẽ là phần mở hộp, chiếc Blink Off BW GTC nhìn chung được đóng hộp khá cẩn thận và đúng như những ấn tượng vốn có về cách làm sản phẩm của thương hiệu Blink phần hộp đựng được làm từ bìa cứng loại tốt với các chi tiết tông màu xanh lá cây đan xen với tông trắng làm chủ đạo. Mở hộp bao gồm smartwatch được đặt cố định trong khay bọt biển ở ngăn trên, cùng phần sạc dạng đế kẹp được cố định ở bên cạnh và ngăn dưới bao gồm sách hướng dẫn sử dụng, thẻ bảo hành và phần dây đeo bằng cao su mềm. Đó là tất cả những gì có trong hộp đựng của chiếc smartwatch này. Bây giờ chúng ta sẽ nói nhiều hơn về thiết kế của sản phẩm. Có thể thấy là ngay từ cái nhìn đầu tiên, nếu không tính cái logo ở mặt trước thì chiếc đồng hồ của Blinkof đã tạo cho mình một cảm giác nhìn rất là nan ná chiếc đồng hồ có lắp logo hoa quả nào đấy rồi. Nhưng dĩ nhiên nó vẫn có ít nhiều sự khác biệt và dễ thấy nhất là có phần là rẻ tiền hơn. Nhưng thực tế đây là điều hoàn toàn dễ hiểu bởi chúng ta đang khó có thể đòi hỏi về kim loại cao cấp hay là bóng loáng trong tầm giá chỉ vài trăm ngàn đồng được. Mặt đồng hồ trên chiếc Big Golf BW GTC được gia công rất ổn với các cạnh được bo cong 2,5D cho cảm giác nhìn khá mượt. Nhưng việc để logo quá lớn ở mặt trước cũng khiến mặt đồng hồ hơi mất thẩm mỹ. Phần khung đồng hồ dù chỉ bằng nhựa nhưng cho cảm giác sờ khá tốt, mát tay. Có lẽ là nhờ phần sơn trên khung máy được làm nhám và chất lượng hoàn thiện khung cũng khá tốt và được cái là xài nhựa nhiều nên là con đồng hồ này cũng rất nhẹ, đeo thoải mái mà không cảm thấy nặng tay. Cạnh bên phải của đồng hồ sẽ là nơi đặt nút nguồn dạng tròn nhưng sẽ không có chức năng xoay giống như là Apple Watch mà chỉ là nút bấm đơn thuần thôi. Còn phần cạnh trái sẽ là loa ngoài kia micro để thực hiện chức năng gọi điện lẫn nghe nhạc mà mình sẽ nói về chất lượng của nó sau. Mặt đáy đồng hồ bao gồm chấu sạc hai chân thông dụng cùng cả biến đo sức khỏe thường thấy. Đồng hồ được trang bị chuẩn chống nước IPX5 nên là anh em có thể xài được khi mà trời mưa nhẹ hoặc là rơi nước nhẹ. Phần dây đeo đi kèm đồng hồ là loại silicon 20mm với khóa cài thông dụng nên anh em có thể thay thế dây thoải mái với mức giá khá rẻ mạt. Chất lượng dây đeo ở mức ổn, khá mát tay và mềm. Nhưng khi tay ra mồ hôi nhiều sẽ cảm thấy hơi vướng víu một chút, đó là điều bình thường. Nhìn chung, ấn tượng về thiết kế và chất lượng ở xây dựng của con đồng hồ này là phù hợp trong phân khúc giá rẻ. Bởi dù sao thì những thứ vượt trội của nó đều sẽ được ưu tiên vào mặt tính năng mà mình sẽ nhắc đến một lát sau. Tiếp đến chúng ta sẽ nói về phần màn hình của sản phẩm. Chiếc đồng hồ này tiếp tục có một màn thể hiện ở mức trung bình, tức phù hợp với tầm giá khi mà được trang bị màn hình vuông kích thước là 1,54 inch, độ phân giải 240 x 240 pixel, tấm nền IPS LCD, cảm ứng đơn điểm. Màn hình này có độ sáng ở mức vừa phải khi có thể cho phép nhìn được thông tin dưới điều kiện ánh sáng mạnh khi thiết lập độ sáng ở mức cao nhất còn ở điều kiện ánh sáng bình thường thì màn hình cho khả năng hiển thị thông tin khá là rõ ràng. Dĩ nhiên, vì là màn hình giá rẻ nên màu sắc sẽ hơi nhạt một chút. Bên cạnh đó thì máy cũng cho phép hiển thị thông báo với tiếng Việt đầy đủ. Tuy nhiên, do không đồng bộ phông chữ thông báo với phông menu hệ thống nên đôi khi các dấu trong chữ cái sẽ bị lệch so với bình thường. Nhưng đây cũng là một điều bình thường cho phân khúc smartwatch giá rẻ. Nó không hiển thị lỗi đã là tốt lắm rồi. Được cái là tần số quét của màn hình ở mức tốt nên khi vuốt trượt sẽ ít khi bị rách hình như nhiều mẫu smartwatch cùng tầm nên đây sẽ là ưu điểm trong tầm giá của màn hình của máy. Bây giờ chúng ta sẽ nói nhiều hơn về tính năng của chiếc đồng hồ này và đây chính là điểm mà mình cho rằng chiếc Blinkoff bw Bwgtc đang thực sự tỏa sáng. Về cơ bản chiếc đồng hồ này được trang bị bộ phần mềm mang rất nhiều hơi hướng lai giữa smartwatch và điện thoại. Cái hồn smartwatch nằm ở việc nó vẫn hỗ trợ nhiều màn hình đo thông số sức khỏe khác nhau với các thông số được hiển thị trong bố cục chi tiết. Còn hơi hướng điện thoại sẽ là phần menu dạng 3x3 truyền thống và được hỗ trợ khá mạnh mẽ tính năng nghe gọi. Các thao tác cử chỉ trên đồng hồ vẫn theo mô típ là smartwatch, học tập Android Wear truyền thống. Như là màn hình đồng hồ sẽ là màn hình chính, vuốt sang các cạnh màn hình để mở các màn hình đo sức khỏe hay xem thông báo. Và menu chính hay mở hộp công cụ nhanh cho phép tùy chỉnh nhanh các thông số như là độ sáng màn hình, chế độ dung, chống làm phiền, xem thời tiết vân vân. Hơn nữa chiếc smartwatch này cũng cho khả năng đồng bộ khá nhiều loại thông báo cũng như là tùy chỉnh mặt đồng hồ khá sâu khi cho phép chúng ta thoải mái tùy biến thông qua ứng dụng DaFit trên chợ ứng dụng. Ứng dụng này thì mình cũng đã giới thiệu với anh em khá lâu rồi vì nó là ứng dụng chung cho nhiều loại smartwatch. Nó cho phép đồng bộ hầu hết các loại thông báo trên điện thoại từ cuộc gọi, tin nhắn, Facebook, Zalo, WhatsApp vân vân đều đủ. Tốc độ đồng bộ dữ liệu lẫn thông báo giữa ứng dụng và đồng hồ là nhanh trong khoảng một giây. Cùng với đó thì phần mềm trên đồng hồ cũng cung cấp nhiều chế độ điều khiển khác như là theo dõi thời tiết, lắc tay chụp ảnh, điều khiển nhạc vân vân và đặc biệt là cho phép gọi điện thoại mà mình sẽ đề cập ngay sau đây. Về tính năng gọi điện thoại của chiếc đồng hồ này thì khá là thú vị, vì anh em không nhất thiết phải tải app về đồng bộ mà chỉ cần ghép đôi qua Bluetooth là được rồi. Khi đó thì đồng hồ sẽ đóng vai trò như một micro rời để anh em nghe gọi điện thoại luôn, thậm chí có cả lịch sử cuộc gọi hay đồng bộ danh bạ trên điện thoại luôn. Chất lượng âm thanh trên con đồng hồ này phải nói là khá bất ngờ vì âm lượng loa của nó khá lớn, có thể coi là 1910 khi so với điện thoại luôn, cũng như là không bị rè khi bật max, nên cũng không quá khi mà nói rằng đây chính là có smartwatch có loa thuộc hàng tốt nhất trong tầm dưới 1 triệu đồng, nên là anh em có thể đàm thoại cực kỳ thoải mái ở chỗ đông người mà không sợ bị tiếng ồn làm nhiễu cả. Còn chất lượng micro thì ở mức vừa đủ, đủ để đầu dây bên kia nghe rõ, nhưng mà nếu môi trường quá ồn thì micro sẽ bị nhiễu tương đối đấy. Nhìn chung thì khả năng nghe gọi của chiếc uh, máy này mình sẽ đánh giá thuộc hàng uh, tốt trong uh, tầm giá rẻ. Cuối cùng là về thời lượng pin, chiếc Blick Golf BWGTC được trang bị quả pin với dung lượng là 220mAh cho phép uh, chờ trong vòng 10 ngày hoặc 7 ngày khi mà sử dụng như một vòng theo dõi sức khỏe và xem thông báo, còn khi gọi điện liên tục thì sẽ vào khoảng 3 tiếng rưỡi, còn thời gian sạc đầy pin sẽ lăn quanh trong khoảng 2 tiếng. Nhìn chung, đây đều là những con số thông dụng trong giới smartwatch nên mức pin của chiếc đồng hồ này sẽ được đánh giá ở mức chấp nhận được. Nói tóm lại thì với tầm tiền loanh quanh là từ 6 đến 700 ngàn đồng thì chiếc Blitgolf BW GTC sẽ là một sự lựa chọn hoàn toàn không tồi. Nó có một quả loa phải nói là chất lượng màn hình khá tốt, chất lượng xây dựng khá tốt, phần mềm ổn có hầu hết mọi chức năng có thể có trong phân khúc đồng hồ dưới 1 triệu hay khả năng nhận thông báo cực kỳ an tạp là những ưu điểm dễ thấy nhất mà anh em có thể tìm thấy được và mong muốn sở hữu con máy này rồi. Và vậy thôi, vừa rồi là những chia sẻ cũng như là đánh giá của bọn mình về chiếc đồng hồ thông minh Blitzkopf BW GTC. Anh em nếu có bất kỳ ý kiến gì thì hãy để lại comment ở phía bên dưới nhé. Cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe thật nhiều để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.